đôi hàng. Cô hành giải thoát căn hồi thở xưa, ngày nay đã dùng mối dưa dù cho khuya sớm mà tâm thần ta chẳng sợ. Thân xuân
mà chánh niệm từ bi cho rồi. Trần từ đến
ý thân bình yên. Bye.
tấm gương nguyện cầu, cầu Phật tên gia hộ cho cả muôn người. Về đây theo tấm gương gọi đường, cùng ba ta trong
Nam mô A Di Đà Phật.